Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Novadas, một bản phục dựng từ bên Thái, làm cho rất nhiều người thợ Việt mở mang tầm mắt. Novadas thông thường thì chúng ta đang thấy là người chơi sẽ dọn theo cái cách đi zin xuống bánh cầm hoặc giữ là cái mâm zin, nhìn chơi bấy nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng bản độ hôm nay sẽ đi cái hướng ngược hết, với những cái điều mình kể trình nhưng nó rất đẹp, hài hòa đến bất ngờ. Đây là phần di động bên phải của con xe đậu. Chúng ta thấy được cái cụm tóc của T6M 1GB giúp rút ngắn hành trình cho con xe đậu nhanh hơn. Cái dòng Novadas này là cái dòng xe 2 thì nên cái khởi động bằng cái cần đặt máy là chính. Vì vậy cái cụm công tắc người chủ cầu chế cái chế độ là tắt máy nhanh mà thôi. Tận dụng cái cụm thắng của Nissin phiên bản cái đời là dòng xếp ngàn, người chủ đã tận dụng tháo bỏ bình dầu liền ở dùng là bình dầu Rainbow rời. Đây chính là một phong cách mà nhiều anh em chơi xe hiện nay đang hướng tới. Ở giữa là đồng hồ Kozo SIM với cái dạng mặt đồng hồ LCD kết hợp cho analog, đem lại góc nhìn mới lạ hơn con xe. Nhìn vào vô cùng hứng hào với những thông số được bố trí rất là cầu kỳ cùng chiếc màu sắc cực kỳ đẹp mắt. Tiếp đến ta thấy được cây trợ lực Hollin kẹp sườn ổn định tay lái chế độ cao. Cái dòng này thì có 24 nút chỉnh nặng nhẹ khác nhau cho anh em dễ dàng thao tác thay đổi qua cái phần nút bàn. Theo cái size bên Thái thì các dòng như là Sonic 125 hay Novadas sẽ được các tay chơi bên đây thay đổi phần các chân trước cho xe thêm chút đẹp, phù hợp với tư thế ngồi đặc trưng của từng người. Cái chiếc Novadas đoạn hôm nay cũng không là ngoại lệ. Người chủ tận dụng cái sản phẩm của Noracin cố định trên cái phần lập bên đặt Nissin bình dầu liền. Đừng quên nói tất cả những nút sau, đây là một cái điểm nhấn vô cùng nổi bật trên cái bản đồ này. Nó chính là một cái sản phẩm hiệu đính từ là Hollin, tích hợp sẵn chế độ tăng chỉnh ngay cái chân phục và chân bình dầu. Nó đôi chút trên chân của con xe phải nhấn mạnh các yếu tố bền và chắc chắn, rất là cứng cáp, khác biệt chế bộ cấp sao của các dòng Winner chế hoàng. Kết hợp cùng với cái cặp mâm của Super R250R thế hệ cũ, nhìn cũng rất là chất lượng. Hóa ra còn có cặp heo dập Nissin đỏ, heo sau là dòng 1 bis làm lại cái phát, còn heo trước là dòng 4 bis trang bị trên cái mẫu là CB100R cũng phải làm lại cái phát thì mới lắp được con xe. Exciter 135 phiên bản lột xác cực kỳ ấn tượng đến từ Biker Việt. Cái con Exciter 135 cái đời là 2011 được độ chuyển dưới đây, có cái màn lột xác ấn tượng bộ áo của chiếc Exciter cái đời là 2006. Cái mẫu xe con tay thể đầu tiên hộp số 4 cấp đi kèm như món đồ chơi kiển đơn giản được ghép lên xe một cách hợp lý, mang lại nét đẹp đơn giản nhưng đầy vi diệu. Xe qua tổng thể thấy hai cái chiếc Exciter 5, tuy nhiên đến hôm nay chúng ta chỉ nhắc về cái chiếc Exciter 100 các bạn LDC màu sắc đỏ đen mà thôi. Lốc máy chắc hẳn anh em cũng thấy lốc máy đây là của chiếc Exciter 105 cái đời là từ 2011 đến 2014. Tuy nhiên vì yêu thích nét đẹp hay đầu tiên nên người chủ quyết định xuống dịch áo của chiếc Exciter 135 cái đời 2016. Cái bần đầu đơn giản hơn với hai tay lái được trang bị qua tay Domino, mặt nạ biển số Titan trước hướng phong cách của Indo. Do là cái mẫu xe thiếu độ nên người chủ đã trang bị một cái cụm tóc Puma Racing hành trình dài được cố gắng đáng kể giúp cho tóc nhanh hơn. Trang bị kim đồng hồ SIM theo dõi những cái vòng tua dữ dàng hơn như các thông số cụ thể là báo bình, nhiệt độ, thời gian vân. Do là mẫu xe thiếu độ nên người chủ đã trang bị cho được sườn Hamro giúp ổn định tay lái tốc độ cao. Cái dàn chân chỉ nên mỏng manh hơn rất nhiều khi người chủ hàng đệm bằng đúc bằng một cái miền nhôm bánh cầm. Việc chế bánh cam liền nhôm giúp cho những chiếc xe giảm đáng kể và tốc nhanh hơn. Hệ thống truyền tải phóng ánh sắc vàng trong việc hướng chuyển. Cái phục lờ sau tiếng giúp cho nhận rõ rằng đây là cái dòng phục Race Boy bình dầu rời. Việc trang bị mẫu phục mới này giúp đáp ứng rất tốt độ những người hợp lý ở màn hình, mang lại sự im ái tô hơn. Bản đợt đơn giản đến từ một Biker Bạc Liêu. Cảm ơn các bạn đã dõi clip này, được chia tiếp nhớ like, share, subscribe.